Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ sáu nha quý vị. 21 tây tháng 7 2023 ha quý vị. Combo này là 4 cây sâm hương 250 bao quý ship toàn quốc ha quý vị. Anh chị em nào mua vui lòng chuyển tiền trước ha quý vị ha. Rồi có lông bò cụm tỷ lệ nha quý vị. Cây này cây số 1 đi. Cây số 2. Cây số 3. Cây số 4 ha quý vị ha. Rồi tổng cộng 4 cây ha quý vị. Anh chị em nào mua tôi gọt cái bầu nữa bầu lại nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi, 4 cây 250 xuống luôn.